tân binh của Manchester United mang tin vui đến Ten Hag. Tân binh của Manchester United mang tin vui đến Ten Hag khi trung vệ người Pháp mới 18 tuổi này sắp trở lại sau chấn thương. Trung vệ 18 tuổi người Pháp Lenny Yoro được Manchester United chiêu mộ từ Lille với giá 52 triệu bảng Anh vào mùa hè vừa qua. Nhưng anh đã dính chấn thương cực nặng trong trận giao hữu trước mùa giải với Arsenal và vẫn chưa thi đấu bất kỳ trận chính thức nào cho Quỷ Đỏ. Nhưng sau khi Harry Maguire xác nhận rằng anh sẽ phải ngồi ngoài một thời gian sau khi tập tễnh rời sân trong hiệp một trận hòa không bàn thắng với Aston Villa ở vòng 7 Premier League, thì Yoro đã thông báo mình đang trên đường trở lại. Tân binh của Manchester United mang tin vui đến Ten Hag. Theo đó, Lenny Yoro đã tải lên Instagram một video quay cảnh anh đang chạy bộ trên máy chạy bộ với chú thích ở trên đường trở lại. Vào cuối tháng 9, huấn luyện viên Erik Ten Hag của Manchester United đã ám chỉ tình hình của Yoro đang có sự tiến triển tốt nhưng không cung cấp bất kỳ mốc thời gian nào cho sự trở lại của Yoro. Ten Hag cho biết, "Tôi thật vui khi quá trình phục hồi của Lenny Yoro đang diễn ra đúng hướng và tôi mong anh ấy sớm hồi phục. Nhưng ý tôi là anh ấy hiện đang trong quá trình lên kế hoạch đúng đắn. Yoro sẽ sớm trở lại đội hình và tham gia buổi tập luyện của toàn đội." Bước vào kỳ nghỉ quốc tế thứ hai trong mùa giải này, Manchester United chỉ giành được 8 điểm sau 7 trận đầu tiên tại Premier League và chỉ có đội mới thăng hạng Southampton ghi được ít bàn thắng hơn Manchester United. Giới lãnh đạo của Manchester United đã họp tại London, Anh vào thứ ba với tương lai của Ten Hag được cho là một trong những chủ đề chính được thảo luận. Sau cuộc họp kéo dài 7 tiếng, Manchester United được cho là vẫn tiếp tục tin tưởng Ten Hag. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của lãnh đạo Manchester United là có giới hạn và Ten Hag có thể bị sa thải bất cứ lúc nào nếu kết quả trên sân cỏ của Manchester United không được cải thiện nhanh chóng. Ten Hag đang có kỳ nghỉ ngắn và tin rằng ông vẫn nhận được sự ủng hộ của ban lãnh đạo Manchester United. Cuộc họp vào thứ ba của Manchester United đã được lên lịch từ trước với việc đồng chủ sở hữu Manchester United Sir Jim Ratcliffe muốn tổ chức một buổi họp mặt hàng tháng. Sau trận hòa 0-0 của Manchester United với Aston Villa trên sân khách Villa Park, huấn luyện viên Erik Ten Hag nói, "Thì chúng tôi đều cùng chung một chiến tuyến. Trên cùng một trang giấy, chúng tôi biết mình đang làm gì. Đó là một quá trình dài hạn. Có nhiều tiếng ồn bên ngoài. Bên trong chúng tôi thất vọng và chúng tôi biết mình phải làm tốt hơn. Đặc biệt là chúng tôi cần ghi nhiều bàn hơn." Manchester United sẽ trở lại thi đấu trên sân nhà Old Trafford gặp Brentford vào ngày 19 tháng 10 giờ Anh ở vòng 8 Premier League. Sau đó là chuyến làm khách tại Europa League trước Fenerbahce của huấn luyện viên Jose Mourinho. Trong khi đó, Manchester United vẫn tiếp tục lâm vào cuộc khủng hoảng nhân sự bởi chấn thương. Alejandro Garnacho, Kobbie Mainoo và Nusay Majao rút lui khỏi đội tuyển vì chấn thương. Ngay sau đó, Amad cũng dính chấn thương không thể thi đấu cho bờ biển nhà. Cả bốn cầu thủ này hiện đang ở trung tâm huấn luyện Carrington để hồi phục chấn thương.